về chế độ tập luyện khi bước vào BVS 2023, Phong là TE không thay đổi điều gì nhiều, chỉ là tăng cường cường độ tập luyện của các thành viên trong team và tập trung hết sức có thể vào giải đấu này, vì một đó là một giải đấu rất quan trọng để bước tới BGC 2023. Chắc là bọn mình đang thử nghiệm những cái mới để có thể mang vào giải đấu tốt nhất. Mình giải này hai đối thủ cạnh tranh là Sep với cả CE, thì mình không có lỗi gì cả, nhưng mà quan trọng là cái thi đấu đội mình sẽ thể hiện ra hết. Hiện tại thì mình đã quen dần hơn so với cái role mình đang có rồi, thì mình đang học hỏi thêm từng ngày nữa. Em thấy em có sự tiến bộ về là tay to hơn, tên quật hơn so với anh em. Mục tiêu của TE ở BVS này là chức vô địch. TE sẽ thi đấu hết mình và thể hiện hết mình để đạt mục tiêu này. Ở BVS sắp tới, mình nghĩ là tất cả các đối thủ với TE đều là đối thủ quan trọng nhất. Mình nghĩ đối thủ mà TE cần phải vượt qua chính là bản thân của TE. Khi TE vượt qua được bản thân mình thì mình nghĩ là TE mạnh nhất. Còn mình xin gửi lời tới 15 đối thủ khác ở vòng chung kết BVS Phone 2023 là hãy coi chừng TE. Chúng mình sẽ cố gắng hết sức để đạt được phong độ tốt đó. Nhưng mình nghĩ BVS Phone 2022, phong độ đó nó đã trải qua cả một năm nay rồi. Trong quá trình một năm, từ meta game và các nhất là đội hình của TE đã có sự thay đổi lớn, nhất là ở vị trí leader. Mình nghĩ kết quả ở BVS Phone 2022 nó không phản ánh được ở hiện tại, nên tụi mình phải tập trung vào hiện tại và không được dựa vào cái kết quả 2022. Mình gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ TE thời gian vừa qua, và mình rất mong mọi người tiếp tục cổ vũ và theo bước chân của TE các giải sắp tới. Mình hứa sẽ dẫn dắt các em tới chức vô địch BVS sắp tới. Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn xem và theo dõi bọn mình. Mình hứa sẽ cố gắng hết sức để có thể đến được BGC trong cuối năm nay. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi bọn em, và bọn em sẽ cố gắng hết sức trong giải đấu lần này để mọi người không thất vọng.